Tây giác thời cổ dùng để làm thuốc, công hiệu và cường tim thanh nhiệt giải độc. Trong sách Đời Tấn cuốn 47, đời Tống có người tên là Ôn Kiều ở Võ Xương, ngự trứ cờ. Thấy nước sâu vô cùng nên đốt sừng tê giác để quan sát. Đột nhiên nhìn thấy có muôn ngàn tia sáng bóng phiêu lưu theo bọt nước, hung ác quái tượng, mọi người đều hoảng sợ. Bắt đầu từ đó người ta gọi là tê chiếu. Hay là mình kêu họ chụp chung với nhau? Đúng nè, rồi nè, qua đây chụp hình đi. Nè, chụp hình đoàn viên là tốt. Qua đây đi, qua đây chụp hình. Chụp hình đoàn viên rất là tốt. Qua đây đi, nhanh lên. Nè, qua đây chụp hình chung đi. Nè, qua đây. Anh Tư à, qua đây, mau lên. Quân à, để bển đi. Nè, cẩn thận chiếu, cái chân đụng người. Anh Tư, anh điên nhờ chút người đi đâu? Anh sợ tới nỗi đúng rồi, anh sợ đó, anh đang sợ kìa. Được rồi, đừng có khóc nữa, anh không cưới em thì ai cưới đây? Vậy lát nữa nhớ lấy thuốc tán đem theo. Còn chú Ngưu, trên thành có rất nhiều người đẹp, anh sẽ thay đổi. Ây da, không có đâu. Nè, qua đây chụp hình. Anh Niên, anh làm gì vậy? Đang chụp hình đoàn viên coi nè. Hết đoàn viên được rồi. Ây da, đừng có ăn nói xui xẻo. Xin lỗi, xin lỗi cô hai. Hey, đại cát đại lợi, không cấm không kỵ, thuận buồm xuôi gió cho tới ngã chiêu gia. Đúng đó. Linh Chi, bà phải đi. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Cẩn thận. Thế à, thôi chết. Nè nè, đi đâu vậy? Tôi qua lấy hai cái gối nằm. Nhanh lên. Đi đâu vậy? Lấy gối nằm không? Còn lấy gối nằm á. Còn nữa quên đâu. Đi mau, đi, mẹ lên. Anh nên nhớ chuyện gì cũng phải cẩn thận. Lưu phủ. Tặng cho em. Hoàn cảnh của mình đã khác với lúc trước. Anh còn phải mở tiệm, anh nên để dành tiền bên mình. Đừng có tặng quà cho em nữa. Không có mắc lắm, là một chút ít lòng thành của anh. Đeo lên đi. Ngắn quá. Không sao, để em đeo nơi tay. Anh hãy nhớ, anh đã hứa với em là 3 năm. Anh nhất định sẽ trở về. Mấy năm nay em phải vất vả. Anh yên tâm, em nhất định sẽ lo cho gia đình. Em chờ anh trở về. Mở hai, tỉnh lại đi. 4 năm sau.
Thiên Thảo Đường. Có khách tới. Trong tay của tôi có số ngu vàng hạng nhất. Kêu ông chủ của anh ra mở rộng tầm mắt đi. Ông Quang à, cái này là giả. Cái gì? Không lẽ tế thế hạng chúng tôi bán thuốc giả hay sao? Tôi chỉ nói thẳng thôi. Ngưu hoàng thượng hạng, theo đáng lẽ bề ngoài có một lớp ô kim và cũng có dân rùa. Hỡi, phải hương tôm thanh tao, chứ không phải là mùi phổ hoàng đâu. Họ làm gì vậy? Cậu hai à? Còn nữa, ngọc hoàng tức là sàn mật của bò. Nếu ngâm trong nước thì sẽ không có đổi màu, không biến chất, không đục nước. À, nếu như ông không ngại, tôi có thể thử cho ông coi. Đệ tử của ông Lưu dạy ra, quả nhiên lợi hại. À, quá khen, quá khen. Ông Quang, tôi là Lưu Thành. Hân hạnh được gặp. Nó tên là Ngưu, đang học nghề. Cậu rất là thông minh, còn lanh lợi nữa. Không bao lâu sẽ lên trưởng quỹ rồi. Chưa có nhanh gì đâu. Vài năm nữa đi. Tôi... Ngu à, cậu hai không nhìn làm chú. Hay. Cảm ơn. Nhìn thấy Thiên Thảo Đường các người trên dưới đồng lòng, hàng chi cô nương tô thi của tiệm thuốc tây cũng khen ông Lưu ở không có ngừng miệng. Hy vọng là chúng ta hợp tác thành công. Chúng tôi chuẩn bị hợp đồng. Cảm ơn. Được rồi, cảm ơn. Vậy ha. Cảm ơn. Chào. Thôi được, ngày mai mình về quê. Tối nay các người vô kho hàng kiểm hàng lại. Khuya một chút tôi đem đồ ăn tới. Dạ được, cảm ơn cậu hai. Cảm ơn cậu hai. Nè, làm việc. Làm việc. Anh Thành à, thì phải về quê gấp về à? Đúng, tôi hoài nghi ở dưới quê có chuyện. Chị Thành gửi thư lên đâu có nói. Anh coi đi. Cũng đâu có gì đặc biệt. Đương quy thuộc địa, hổ xâm hồng nương tử. Có bộ là chị Thành không đủ máu huyết để tôi hút thuốc đã. Hút thuốc xong thì gửi về quê. Không phải đọc như vậy đâu. Hồng nương tử hồ tâm cô độc, nơi lạ nên về thuộc địa, linh chi gặp sẽ mừng. Chị của em nói là cô đơn, còn nói linh chi rất muốn gặp ba. Tiểu Huệ nhất định rất mong tôi trở về. Nhưng mà anh đi rồi Tiên Thảo được tính sao? Hay là anh ở lại tôi về quê thăm nhà giùm anh? Không được, tôi không gặp vợ con tôi đã 4 năm. Lần này tôi nhất định phải trở về. Còn nữa, tối nay tôi có hẹn giết hết. Có khách tới. À, nè nè. Dạ, ông Lưu, xin mời. Dạ, xin mời. Chào, chào cái gì? Ông Lưu, ông tới nãy hả? Phải được nha. Xin mời. Nè, hai cô ở lâu nay muốn hiến thân chồng Lù lắm mà. Ngày mai ông Lù đã đi. Nè, ông Lù, tối nay làm ơn giúp giùm 1 tiễn hạ xong điêu. Không được. Đừng có để mấy cổ ân hận suốt đời. Qua bển đây. Ông à, tôi quen mùi thuốc, không quen mùi phấn son. Thánh nhân, ông Lưu. Tôi biết, xưa nay ông làm ăn rất giỏi. Không biết có uống rượu giỏi như là làm ăn hay không? Hay là hãy uống với tôi 1 ly đi. Đúng vậy đó nhé. Uống được tôi sẽ uống, không uống được tôi không có gạt người ta. Ly của tôi là rượu, ly của anh là trà. Xin lỗi, tôi lấy lộn rồi. Xin lỗi, uống cái này đi hả? Mời. Đại tiểu thơ. Đại tiểu thơ, sao nể mặt quá vậy? Chỗ này hình như không thích hợp với cô gì mấy. Tôi tới đây chỉ là muốn nói chuyện riêng với ông Lưu. Tại sao phải đi? Không phải là tôi đi luôn. Tôi chỉ về dưới quê một chuyến thôi. Và luôn tiện coi chuyện làm ăn của mình có phát triển dưới quê không. Nếu phát triển được, anh sẽ không có trở về đây. Đại tiểu thơ, hãy gọi là tiểu thi. Cô vĩnh viễn là người hùng dũng tốt nhất của tôi. Mấy năm nay Tiên Thảo Đường không nhờ có cô thì làm sao mà được tốt như vậy. Vì chúng ta không có kiếm được nhiều tiền. Tôi vĩnh viễn cảm kích cô. Nếu không phải vì làm ăn thì anh có chịu ở lại hay không? Xin anh hãy coi là gì tôi.
anh Tư. Đại tiểu thư, tôi cần tiền, cô cần người, mục tiêu cũng giống nhau thôi.
Đội trưởng, trận quả quạng này có điểm khả nghi, có khả năng có người phóng quả. Phóng quả cái gì? Lại phóng quả? Lại phóng quả, ông nói đi. Nè, 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 giờ nữa. Giờ nữa. Hồi nãy tôi nhìn thấy phóng quả mà. Ông nói cái gì? Ông chủ của tôi tên Lưu Thịnh. Tôi cũng không hiểu sao ông chủ của tôi làm vậy. Ông phóng quả ở bên đó. Nếu tôi chạy không nhanh thì tôi cũng đã bị chết. Khám thiết lồng. Thế nào? Tôi hỏi ông thế nào? Tôi bị vu oan. Vu oan? Tôi làm ở đây bao nhiêu năm, có ai mà không kêu oan chứ? Nghe là biết liền. Tôi bị vu oan thiệt. Vu oan? Tôi tin là ông bị vu oan thiệt. Ân công, ông là cứu bà nội nuôi của tôi, tặng y thí thuốc. Bà nội nuôi của tôi có nói mang ơn phải nhớ suốt đời. Tôi nhất định báo đáp ơn của ông. Báo ơn cho tôi, vậy thì anh thả tôi đi. Làm ơn hãy thả tôi. Tôi có vợ và đứa con gái, đã 4 năm không có gặp họ. Làm ơn thả tôi đi. Chuyện là như vậy, tôi báo ơn cho ông thì không nhất thiết phải thả ông ra. Bắt ông về đây là trách nhiệm của cảnh sát mà. Còn tôi á, là có trách nhiệm giữ ông lại. Nếu như ông muốn được ăn ngon ngủ yên thì tôi có thể giúp được. Có tôi canh chừng cho ông, cho dù mở 3 năm cũng không sao hết. Vậy anh mướn luật sư giùm tôi có được không? Tôi phải thưa kiện. Anh giúp giùm tôi, anh có biết luật sư nào hay không? Ân công à, vụ này cũng là vụ lớn, 7 mạng người lận. Không có ai dám nhận cái vụ này giúp ông đâu. Cho dù là có thì ông cũng đâu có tiền. Ông có biết hay không, tài sản của ông đã bị người ta đồng kết hết rồi. Nhưng mà ông đừng có tuyệt vọng. Tôi có quen một luật sư, tiếng Anh của cổ thì giỏi lắm. Quan trọng nhất là cổ chưa từng thua kiện bao giờ. Chỉ là tôi không biết cổ có chịu nhận hay không. Đá? Sao không đá? Nè, có chịu kiện giùm vụ án này không đi? Không. Là vụ án quen đó, phạm nhân bị người ta vu oan, nếu cô thắng kiện thì cô sẽ được giang danh. Sợ kiện công thắng thì lại hại chết người ta, chỉ khiến tôi suốt đời không được yên. Không nhận. Lần này không muốn đá cũng không được. Cô tôi là cái chắc. Chết đi. Chết cho mày chết. Chết đi, chết đi. Nè nè nè, thực ra cô là dế hay nói là dế vậy hả? Thôi nói làm gì chứ. Cho chết luôn. Ây da, đừng nha. Xin lỗi. Không ổn nữa, không ổn. Nè, đi đâu vậy? Ê, tôi đi tiểu, đừng có theo tôi.
quỷ. Mày có biết cái đống nước tiểu của mày làm lớn chuyện cái nào hay không? Cái việc này gọi là quả lạc điền dương. Người ta còn tưởng dòng họ Năm của mình đời đời kiếp kiếp không làm quan lớn cũng làm thái soái mà bây giờ đã hư hết rồi. Chỉ việc dũng nước tiểu của mày thôi. Mày có biết là mày phá hoại tới cỡ nào hay là chưa? Mà con biết bà lợi hại cỡ nào. Con đã đi thiệt là sai để tiểu. Con đâu có lợi hại tới nỗi ngồi ở đó mà tiểu cái quyệt của ông nội được. Mày nè, nó cũng đúng đó. Cho dù tôi ở giờ thẳng cỡ này cũng đái tới đó mà thôi. Đâu có quẹo cua được chứ. Nói xong rồi hả? Mày coi cho tao độc căm mày thập toàn thập mỹ đó. Tao nói cho mày biết. Mày còn nói nữa hả? Tao cắt nó ra băm cho gà ăn. Con nè, con cũng biết chuyện phong thủy mà. Bây giờ không nói nước tiểu của con dội hư cái quyệt gì mà lại dơ dái. Thì dạ, nước tiểu của con đã đụng tới linh khí, làm mấy con quạ bay lên tầm lâm. Ha, mà nó còn biết là quạ lạc điền dương, là tương cực động, bất động tác vũ. Nếu như mà động đến sẽ kinh thiền động địa, là tương đại phát đó. Nếu như chồng ông nội còn xuống đó thì đừng có nói là làm luật sư, còn làm chánh án cũng được nữa. Vậy bây giờ làm sao hả? Làm ma cũng không linh. Bây giờ phong thủy đã bị phá hết, tương lai cũng hết. Đừng có nói con làm luật sư, con đi quét chợ cũng không có được à. Nè nè, bác coi cho kỹ. Con làm luật sư là nhờ con cố gắng học hành mới lấy được bằng thôi. Nè bác coi đi. Dù sao đi nữa, con cũng là học sinh danh dự hạng nhất tốt nghiệp ở viện đại học luật chánh. Bằng cấp là do luật sư trưởng ký cho con, chứ không phải nhờ ba đốt bùa rải gạo để cầu về chữ ký đâu. À, dạ đúng, dạ đúng. Tiểu Thiên làm được luật sư là nhờ thực lực của cổ mà thi đậu. Tao cắt lưỡi của mày. Với tư chất của con tao, ăn học được là do mấy con quạ ngủ gục con mới đạt được thôi. Người ta mảnh mẫu tam thiên, còn thiên phụ này thì tới 18-19 thiên. Thiên tới thiên lùi. Bây giờ mới thiên được một miếng đất phong thủy tốt. Tao muốn kiếm một cái quyệt tốt để giúp đỡ mày, như vậy mà cũng không tin. Đúng đó, Tiểu Thiên làm luật sư cũng phải tin phong thủy. Tin, con tin. Ba không nhờ con phong thủy gạt tiền người ta thì làm sao nuôi con tới lớn như vậy, có phải không? Con quỷ cái này, mày tính chọc tất tao chết để có màu lại hả? Ây da, mày nhỏ tí tèo, giống luật sư á, giống ở chỗ nào đây? Tao hỏi mày, mày làm mấy lâu có lần nào được cô ai phong cho tao coi cho? Nói đây. Tao cho mày biết, mày thử không nhờ phong thủy của tao, qua ai phong một lần coi, cái con kia. Đúng đó, quyết định nhận cái vụ kiện này, thắng chồng biết mặt. Nè, nếu như cứng cổ thì đừng có tức. Dự án thiên tới đường tôi nhận, con không để cho ba khi dễ đâu. Nếu như con thua, chồng cắt nát luôn, bầm xuống, cho gà ăn. Thế nào? Liếm vài lần là quen thôi. Ân công, tôi đã dẫn cô tới. Ngồi xuống đi. Cô là luật sư. Ây da, ân công à, đừng có thấy cô nhỏ tí teo nha. Thật ra tuổi tác của cổ cũng lớn lắm. Quan trọng nhất, cổ chính là sinh viên luật khoa, danh dự hạng nhất tốt nghiệp trường đại học luật chánh đó. Dũng thì quá trang nhiều hơn. Dù sao con gái ham đẹp mà. Anh nói là cổ có kinh nghiệm lớn, chưa có thua lần nào hả? Phải, cổ kiện ly dị chưa có bị thua lần nào hết. Tôi không nói láo đâu. Con dự án mưu sát chưa có kiện qua thì coi như là đâu có bị thua. Dương ơi, Dương ơi, Dương ơi, cô đã cũng ra ngoài đi. Coi cô kìa, luật sư hả? Chưa có thua qua lần nào,
Cô vô đây bao lâu để làm mặt bấy lâu? Muốn gạt tôi thì kiếm một người giống một chút đi. Thật sao ông có giết người không? Tôi không có. Có người tin tôi hay sao? Nếu như ông tên Bạch, ông sợ cái gì? Cho dù bất cứ một luật sư nào, là nam hay nữ, cao hay lùn, cũng có thể kiện thắng cho ông. Ông Lưu, nếu ông không có vấn đề, chúng ta bắt đầu. Chào ông, tôi là luật sư Nam Tiểu Thiên. Tôi muốn gặp ông Quan Tòa Hồng. Cô chờ lát. Xin lỗi, là do nói không rảnh gặp cô. Ê, tôi cũng không biết tại sao cậu hai làm vậy. Nếu không phải chính mắt tôi nhìn thấy, tôi thì không dám tin. Bình Tư, mày nói cái gì hả? Tao với mẹ anh đem bao lâu, mày đối với tao như vậy sao? Tại sao phải hại tao? Tại sao? Mày nói đi, nói, nói mau. Chào ông, tôi là luật sư đại diện cho Lưu Thành. Tôi muốn nhờ một việc, nhờ ông ra làm chứng cho Lưu Thành. Được, chúng tôi cùng ngành với nhau, tôi nhất định sẽ giúp ảnh. Tuy rằng chúng tôi cùng ngành với nhau, nhưng mà xin cũng nói thật, hôm đó ảnh uống rượu xong thì bỏ về nhà một mình, ảnh có phóng quả hay không tôi không dám khẳng định. Kiện không được. Tại sao? Khó khăn lắm, rất là khó kiện. Sư phụ, trước kia sư phụ dạy con, dù cho khó khăn cách mấy cũng có thể kiện được. Nhưng lần này thì lại khác, còn khó kiện lại chứ tiền. Có tiền, công cũng bẻ thành thắng, đen cũng biến thành trắng. Làm phiền anh nhiều. Hey, đừng khách sáo, tôi biết phải làm sao. Hay là cô nghĩ lại đi, cô có ai giúp được Lưu Thành không đi? Còn một người. Lại Tô Thi, nhưng đã mất tích, kiếm hoài cũng không được. Người đàn bà này khi không bị mất tích, không biết có khả nghi không đi. Tôi chết, vụ án này ngày mai thẩm xong rồi, ân công của tôi sẽ bị chết chắc. Luật sư Biện Phương, tôi đã chờ cô một thời gian rất là dài. Người chứng quan trọng này của cô, khi nào mới xuất hiện? Ai vậy? Luật sư Lam, anh Thành là bị du quan, cô phải cứu ảnh. Thật ra cô là ai? Anh Thành nói tôi là người hùng vốn làm ăn tốt nhất của ảnh. Tôi thi, anh Thành là kẻ vô tội. Trận lửa Thiên Đạo Đường không phải là do ảnh đốt, tại vì lúc đó tôi cũng có trong trận lửa. Vậy tốt quá, rốt cuộc có người chứng minh được anh Thành là người thanh bạch. 9 giờ sáng ngày mai cô nhất định phải ra tòa làm chứng giùm cho ảnh. Khi không mưa lớn thì là xui xẻo. Anh về tới thì hay quá. Tôi thì tới rồi cổ. Ở đâu? Tôi thi, cô đang tới đây. Quan tòa tôi xin ông cho thêm 10 phút nữa. Tôi đã cho cô nhiều cái 10 phút, tôi đã tự phá lệ, không có thể chờ đợi được nữa. Quan tòa, tôi xin ông. Bốn tòa bây giờ sẽ tuyên bố phạm nhân Lưu Thành bị chỉ khống phóng quả mưu sát, tội danh thành lập, tố tụng của bổn án kết thúc, 5 ngày sau tử hình. Tiểu Thiên à, mau ra tiệc chiêu đi, đã hết cách. Nè, thì cũng giống như là ba cô nói, nghèo thì biến, biến thì thông, cô làm ơn thông nó đi. Vậy anh đi kiếm ba tôi. Ê, con gái không vậy? Mở cửa. Ây à, không phải tôi là đâu, là người kế bên là. Tôi đã học hành bao nhiêu năm, hôm nay tôi mới phát giác, thì ra xưa nay tôi ăn học chỉ là vô dụng, không có dùng được chút nào. Đã 2 tháng nay tôi đi đông tây nam bắc, đi nát hết cả 2 đôi giày. Quả nhiên không có một người nào chịu đứng ra để giúp giùm cho mình. Tuy rằng tôi là luật sư, cho dù đương sự của tôi bị xử tử hình, đối với tôi cũng không có quan trọng chút nào.
tôi phủi tay bỏ đi là được. Nhưng mà tôi đã hại chết một mạng người. Có thể giúp cho tôi một chuyện không? Ừ. Sau khi tôi chết, đem trôi cốt của tôi về quê để cho vợ tôi. Bà biết tôi chết nhất định đau lòng lắm. Bà đã chờ tôi bao nhiêu năm nay và rốt cuộc không thể trở về gặp bà. Còn con gái của tôi nữa, không biết là nó có nhớ tôi hay không. Nhưng mà thật ra nó không nhớ thì càng tốt. Vụ thư kiện này chưa xong, còn thời gian 5 ngày, tôi nhất định phải thưởng tố. Tôi nhất định sẽ ủng hộ anh. Bình Tư, mày nói cái gì? Ấy da, anh này sẽ có một cái xuống lỗ rồi. Dạ, không biết tại sao vậy. Để xuống lỗ. Ghê quá, tại sao vậy? Mất tỉnh rồi. Alo, luật sư Lam. Tô Thi, cô không xuất hiện Lưu Thành sẽ chết. Anh Thành bị cô hại chết, anh đã bị xử tử. Tại sao mau vậy? Còn thời gian tử tố 5 ngày. Ngày mai sẽ bị chém đầu. Alo, Tô Thi, Tô Thi. Alo, Phương Lực, anh đã nghe tôi nói, tôi nhất định phải cứu Lưu Thành. Miễn đi, tha lỏng tinh thần. Nếu muốn về quê gặp vợ con của ông thì một chút nữa phải nghe cho kỹ mỗi một câu nói của đào thủ. Phạm nhân cúi đầu.
tính Nam Lưu Thành quỳ dưới cúi đầu, quê hương ở đâu, niệm thầm thần chú. Trân Lương Bình hẹn quê quán 7749 ngày, 7749 ngày về lấy đầu, 7749 ngày về lấy đầu, 7749 ngày về lấy đầu. Cứ mình chạy thì chạy đi, chạy rồi đừng quay đầu trở lại, chạy. Lưu Thành, Lưu Thành, Lưu Thành, Lưu Thành, Lưu Thành. Lưu Thành, Lưu Thành, Lưu Thành. Cô còn mặt mũi tới đây gặp tôi? Sao không dám gặp anh? Nếu không phải giờ tôi làm sao anh chạy thoát? Đừng có nói nữa. Cô hứa là thường tối giùm tôi, cô đi đâu vậy? Xem một chút cô hại tôi chết. Bộ anh tưởng tôi muốn hả? Tôi lên tòa mới đợi được. Tôi xem chút cũng bị chết. Thật sự cô đâu có giúp tôi? Tôi không giúp anh. Nếu không phải tôi mua chuộc người ta, anh chạy thoát được hay sao? Tôi bây giờ biết pháp phạm pháp, tôi bỏ ba tôi lại mạo hiểm chạy trốn với anh. Thật không ngờ anh không có lương tâm. Cảm ơn cũng không có một câu nữa. Đi làm ma đi. Hãy đi làm ma không đầu. Tôi nói gì anh mà bị đụng bể đầu xỉu cả mấy ngày. Biết anh có hơi như vậy, tôi không thèm cứu anh. Xin lỗi. Cảm ơn. Đừng nói nhiều nữa. Thay đồ đi. Sao quê của anh dễ sợ quá vậy? Thì về đúng ngày lễ Vu Lan. Lôi Phủ. Như bên kia có cái gì? Em ngồi
con bướm vàng. Linh Chi, có phải là kêu Linh Chi hay không? Linh Chi, Linh Chi, con có phải là Linh Chi không vậy? Con đừng sợ, là ba nè. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, bướm bướm bay lên cao vời, bướm bướm bay lên cao vời, em ngồi đây. Ba! Linh Chi, ba, Linh Chi, má đâu? Chị là ai? Chị là Lâm Tiểu Thiên. Em có thể gọi chị là chị Tiểu Thiên. Tại sao chị đi theo ba của em? Chị là luật sư của ba em. Chừng nào chị mới đi? Con búp bê của em dễ thương quá. Lúc nhỏ chị cũng có một con búp bê giống như của em. Nhưng cái đầu của nó bị chó cắn đứt. Chị buồn. Chị khóc rất là nhiều. Vậy không? Em ngủ không được hả? Hay là để chị kể chuyện cho em nghe? Vậy thì em hãy ngoan ngoãn ngủ, chị thổi đèn cài cho em. Không cha. Em sợ tối. Không cho chị thổi tắt đèn cài của em. Miếng ngọc của anh tặng cho em đâu?
tên khốn nạn. Thơ này không phải là thơ của anh viết. Anh không những lấy tiền của công ty, còn mạo danh viết thơ cho em, muốn gạt tiền của chúng ta. Tay phải của anh đâu có bị thương, thì làm sao mà dùng tay trái viết thơ? Anh làm ăn không có bị thất bại. Là Bành Tứ, cái thằng khốn nạn Bành Tứ này, muốn gạt hết tài sản của mình. Tứ con, bà tới đây mà lên cứu con. Tứ con với bà cứu con. Bà cứu con. Mà tội tất đằng cậy của con rồi, cứu con vậy. Linh Chi làm gì đi, nằm mơ hả? Bà lại mất tiêu nữa. Bà đâu có mất tiêu. Tức là khờ quá. Linh Chi à, em nằm mơ hả? Chị đi đi, em không thèm chị đâu. Linh Chi, con đâu có thể vô phép như vậy. Là tại chị thử thách đàn cài của con. Không phải là chị, nửa đêm với thử thách thôi. Thôi ngủ đi Linh Chi. Ngoan, ngủ đi hả? Xin lỗi, Linh Chi sanh ra không đủ tháng, cho nên từ nhỏ khí quản của nó không tốt gì mấy. Nó bị bệnh suyễn, cho nên tôi đã dùng sừng tê giác ca thành bột làm đàn cày. Tôi đút cho nó ngủ, thì khí quản sẽ thấy dễ chịu hơn. Ngoan, ngủ đi Linh Chi. Ngoan. Mày có bản lĩnh là cắt tiền công ty, phóng hỏa mày cũng dám làm. Thiếu tiền cờ bạc mày cũng không muốn trả. Có phải mày muốn không trả thiệt không? Mày nói đi. Cho nó thở một lát. Tôi có tiền trả, ông cho tôi về quê. Có cần làm tiếp không? Wow, đẹp quá. Tôi chưa từng trèo cao như bây giờ. Bộ anh từng ngồi ở đây để dòm phong cảnh. Trước kia tôi cảm thấy chỗ này rất đẹp, nhưng bây giờ thì không còn cảm giác gì hết. Là tại tâm trạng của anh thôi. Trước kia tôi là đại phu, còn bây giờ tôi là một người gặp nạn. Ý, cái gì vậy? Là vỏ ốc. Cái này là sừng tê giác, có rất nhiều đại phu cũng mang nó tới bên cạnh. Để làm cái gì? Cứ đưa tay cho tôi. Có thể dùng nó để ấn quyệt, và có thể dùng nó cạo gió. Người ta nói là đốt nó lên thì có thể gặp ma. Còn có thể dùng để mà uống thuốc. Ê, tôi cũng uống. Con coi như là uống nước hả? Cái gì? Tôi đâu có sai mà cười tôi. Ê, tôi chợt nghĩ ra, mình có thể dùng nó để làm cái gì? Có thể giả làm tê giác, có thể khoan cái lỗ nhỏ nhỏ để làm ống dòm. Còn nữa, treo nó lên, khi nào có gió thì tiếng kêu nghe hay lắm. Tôi thích nó, tặng cho tôi được không? Ý, sao cái chữ trên này? Là do tiểu quỷ đích tay khắc lên.
Trên thế gian này rất là kỳ diệu. Hai người có thể phi thân phi cố, nhưng mà hai người lại có thể cùng sinh cùng tử. Cái này gọi là duyên phận. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tâm linh tương đồng. Có duyên thiên lý năng tương ngộ, câu kế tiếp là vô duyên gặp mặt bất tương phùng. Tâm linh tương đồng, câu trên là thân như thái phượng song phi diệt. Vậy hả? Cô đã uống say? Đâu có. Tôi là dân du học. Nếu mà tôi uống say thì nhất định tôi sẽ nói anh văn. I love you. Chồng tôi không thể cưới cô. Chồng tôi không thể cưới cô. Chuyện gì? Hồi nãy chị Huệ nói chuyện với tôi. Tiểu Huệ, Tiểu Huệ. Tiểu Huệ, tôi nghĩ chắc là cô uống say. Tôi không có say. Hồi nãy chị có nói chuyện với tôi thật. Vì vậy của tôi nói cái gì với cô? Không có gì. Ông là ai? Mai Châu Đầu. Tôi không quen ông. Sao nói chồng biết? Cháu gái, cháu đừng sợ chú. Thực ra thì chú quen với bà của cháu. Trong nhà chỉ có mình cháu thôi à. Tôi không quen với ông. Sao phải nói chuyện với ông? Bà cháu có về gặp cháu hay không? Tôi không quen ông. Ông đi ra ngoài đi. Ông đi đi. Đi ra ngoài. Nè, ông đi ra ngoài đi. Đi ra. Đi ra ngoài. Lưu Thành. Trong đó không có ai hết. Lưu Thành, anh ở chỗ nào? Không cần phải trốn nữa. Nè cháu gái, có phải gặp bà của cháu hay không? Nếu như có thì nói cho chú biết đi. Chú đang ở chỗ này, kêu bà của cháu tới kiếm chú. Nếu như không thì không còn cơ hội nữa. Người hôm qua tới kiếm anh không biết thì hả? Không biết, nhưng mà rất là quen mặt. Tôi hoài nghi ông là cảnh sát của tỉnh thành. Bây giờ cảnh sát đã kiếm tới nơi, tôi phải tạm lánh. Anh mau trốn vô nhà đi. Nếu cần thiết thì kiếm chỗ trốn. Cô ra tỉnh rồi, cô nên tính sao? Tôi định là lấy thơ của Bành Tư, mạo danh của anh làm chứng cớ, chứng minh hắn xưa nay gạt tiền của anh. Những lời hắn nói đều là nói láo. Tôi sẽ tìm cách kiếm Tô Thi, bởi vì cổ là người chứng duy nhất. Sau đó tôi sẽ về kho hàng đi kiếm coi có manh mối gì không. Anh yên tâm, nếu có tin tức tôi trở về đây. Thật sao có tiền không vậy? Tôi có. Có thì đưa ra. Có mà. Tôi về tới nhà đỡ anh Hữu. Đi đi.
tế nè. Phải coi chừng đường chứ. Thiệt tình. Tại sao cậu hai làm vậy? Vô duyên vô cớ đốt chết cái đám anh em. Bình tĩnh cái thằng súc sinh. Cả thằng Tư cũng không chịu thờ. Mày câm miệng lại. Người phóng quả là nó. Gấu ơi là gấu ơi. Con chó tệ là tê tạm. Mà làm sao đây gấu ơi. Gấu ơi. Con chó tệ tạm quá. Làm sao đây. Phạm nhân cúi đầu. Tính Nam Lưu Thành quỳ xuống cúi đầu. Quê hương ở đâu? Niệm thầm thành chú. Trấn Long Quỳnh, hẻm Quế Quả, nhà lưỡng Lưu gia. Trấn Long Quỳnh. Thất thất 49 về quê lấy đầu. Sống không được lâu, sao chết cứu giãn. Tao kêu mày chạy thì chạy, đừng quay đầu trở lại. Chạy. Chị Trung, má ngu, các vị yên tâm, tôi sẽ làm việc an táng cho họ giùm các người. Cái đầu của anh là do tôi chém. Ông có biết là tôi bị quan không? Trên tấm phiên chiêu hồn này có tên của 99 người. Trong đó có rất nhiều người không chừng cũng giống như anh đều bị quan. Tại sao ông chém đầu của họ? Năm đời nhà họ Tần chúng tôi cũng đều làm đao phủ. Tôi chỉ làm trọn chức trách của tôi mà thôi. Giết ai tôi không có cách chọn lựa. Tôi chỉ biết tổ tiên của căn dặn không thể giết quá 100 người. Tôi là người thứ 99. Phải. Tôi và anh cũng coi như là có duyên. Cái đầu của tôi cũng bị ông chém. Ông còn tới kiếm tôi để làm gì? Đầu thứ nhất tôi dỗ anh ly hôn. Đầu thứ hai tôi chém thể xác của anh. Bây giờ tôi đến đây để siêu độ cho anh. Tức là tôi đã biến thành ma.
có câu tiền âm đã tà, hậu âm chưa biến. Trung ấm hiện tại, sau khi người chết 7749 ngày thì sẽ trở thành trung ấm thần. Qua 7 ngày hôm nay, tôi sẽ siêu độ cho anh rời khỏi nơi đây. Rồi sau đó tôi có thể phong đao quy ẩn. Nếu như tôi không chịu đi, trung ấm thần mỗi 7 ngày chết một lần, chết tận hết 7 lần thì nhất định phải ra đi. Còn nếu như không thì sẽ trở thành cô hồn, phải chịu nỗi đau khổ lúc chết không ngừng. Vậy thì tôi đi đâu? Người có thiên tính, trời chỉ nhất tính. Người tốt thì sẽ tự nhiên đến nơi cực lạc. Tất cả đều do trời an bài. Tóm lại 7 ngày sau, trước khi trời sáng, anh hãy đến căn miếu. Tự nhiên sẽ có đường chỉ dẫn. Vậy tôi chỉ còn lại 7 ngày thôi. 7 ngày này là 7 ngày cuối cùng của anh ở tại nhân gian, và cũng là 7 ngày đau khổ nhất. Hồn của anh sẽ bất phụ thể, đầu thân thể của anh sẽ bị phân ly. Tiểu Huệ, Tiểu Huệ, hãy trả lời anh. Anh còn nhiều chuyện muốn hứa với em nhưng mà chưa làm được. Em phải cho anh cơ hội. Mặt trời lại lặn nữa, lại qua một ngày. Bây giờ thì anh mới biết, mỗi một chuyện cũng đều có kỳ hạn của nó, bao gồm luôn tình yêu. Bây giờ anh muốn yêu cũng đâu có thể yêu được. Chỉ còn lại 7 ngày. 7 ngày sau thì anh phải ra đi. Tiểu Huệ, hãy mau khỏe lại. Linh Chi, nếu như con thấy móng tay màu trắng của má bắt đầu thối thì con cho má uống gói thuốc này. Con phải nhớ kỹ: đào nhân hồng hoa, đại hoàng thảo, khử thương máu bầm và rượu. Linh Chi, Linh Chi ngoan, nếu mà ngày nào ba không còn ở đây nữa thì con phải biết săn sóc cho mình và má, biết chưa? Con nghe không? Chuyện gì vậy con? Hay con bệnh đầu rồi hả? Hay quá. Mà tôi tuy không phải bị mất tích, cô đã chết rồi. Hả?
Ấy giờ cô cũng giỏi thiệt ha. Chúng tôi có tài có chân kiếm không ra. Cô nằm trên giường bấy lâu, gì mà cũng kiếm được. Có phải nằm mơ không đây? Tôi không phải nằm mơ. Phải là cô nằm mơ, là một giấc mơ rất dài. Con mơ 1 tháng 15 ngày lận đó. 1 tháng 15 ngày? Là cái ngày hôm đó cô bị té xuống cái lỗ. Kế tiếp anh Bảy nhìn thấy được cô á, nên ẵm cô về nhà. Cô nằm tới bây giờ, còn nói có phải nằm mơ à? Không phải là nằm mơ, mà là ác mộng. Con không nằm mơ. Nè, cẩn thận. Nè, hãy mở nắp cặp ra thì biết cô có nằm mơ hay không. Cô nói một người lớn như vậy mà trốn trong cái cặp nhỏ này à? Hay nói nhiều cũng vô dụng, qua mở nắp ra coi thì biết liền chứ gì. Nè, con coi rồi, con ra ngoài cửa chờ. Nè bác à, qua nè, mở đi, cái đồ nhát gan. Mở mau. Đâu có gì? Đâu có hả? Rồi không phải là mơ. Bà đã nghĩ ra linh hồn còn xuất thân. Không lý nào, tháng mấy nay con đã đi chung với Lưu Thành. Nó là ma, con là hồn. Có câu nói hồn ma hồn ma, con và nó đi chung đâu có lạ. Wow, cô thì gặp ma đó. Con còn gặp Lưu Thành nữa không? Như vậy nó bị người, bị người ta hồi nào? 13 tháng 7. Hôm nay là 26 tháng 8. Nè, nó chết 7, 7, 4, 9 ngày thì sẽ xuất hồn ra. Tức là còn 2 ngày. 2 ngày. Hay nè. Ê, mày lấy chai rượu sao lâu quá vậy? Mau đi. Nghĩa là cái đồ vô dụng mà không có làm được cái gì hết trơn á. Đúng rồi. Vô quỷ. Tiền đâu? Chờ tôi lấy được khế nhà bán đi sẽ có tiền trả cho anh. Chỉ cần tiền lời thôi, còn tiền vốn. Phải á, còn tiền vốn đâu? Coi bộ ông chủ nhà này phải bán luôn cái nhà đó. Bán đi. Bán đi. Anh Hổ à, tôi thiếu anh đâu có nhiều tiền vậy. Tao nói có thì là có. Tao thích tính sao thì tính vậy. Tao đớp mày là cái chắc. Mày ở trong mắt của tao cũng không bằng một con chó. Ăn đi. Ăn đi. Mày kêu tao bán nhờ, tao bán thú cho mày nè. Linh Chi, Linh Chi. Ba. Ba kêu con coi chừng lửa mà. Ngồi ở đây ngủ gục. Siêu thuốc đã khô nước hết rồi. Ba hỏi con, làm sao mới chịu ngoan đi. Ba đã nói với con nhiều lần, chừng nào ba không còn ở đây nữa thì phải nhờ con săn sóc cho má của con. Có phải là con không muốn má của con khỏe lại hay không? Con còn như vậy nữa, không chịu trả lời. Hôm nay không đến con không được. Ba, xin đừng. Tại sao thuốc đổ ra ngoài hết vậy? Con không nấu hả? Hèn gì bệnh của má con không có khỏe lại. Thế là không đến con không được. Ba, xin đừng. Xin ba đừng đánh con.
Linh Chi, Linh Chi, bà không đến con đâu, ra ngoài đi. Linh Chi, Linh Chi, Linh Chi, ra đây. Tặng cho em. Linh Chi không? Hôm đó Cần Thiện rất sợ, nhưng bà cũng giống như má, chỉ có những nơi đấu đàn cày còn mới có thể gặp được bà má. Linh Chi, Linh Chi. Huệ, từ đây chú Tư nè, chị Thanh, Linh Chi à, ba, ba đi. Linh Chi, cháu biết cái gì kêu là khế nhà không? Không gặp cháu bấy lâu, cháu đã cao hơn nhiều ha. Nhận ra chú Tư không vậy? Hả? Đau quá à. Đừng khóc,
khế vàng quan trọng lắm. Sao cháu dễ quên vậy? Hả? Hả? Nhéo mạnh mới nhớ hả? Hả? Nói đi, nhớ hay không? Nhớ, nhớ hay không? Hả? Không thấy. Hả? 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 Đừng khóc, đừng khóc. Khóc không có đẹp gái đâu. Hả? Dùng đồ ốc nhớ kỹ lại đi. Hả? Để nhà đâu? Đúng không? Để nhà đâu hả? Nói tay. Nói dừng tay lại. Buông tay ra đi. Nói mau. Linh Chi hả? Để nhà đâu? Nói. Nói mau. Nhớ à, trên đàn. Linh Chi, Linh Chi, hãy tỉnh lại. Lẹ lên, Linh Chi. Linh Chi, mình chạy đi, lẹ lên. Linh Chi. Ba đâu? Đốt đèn cây lên tôi thấy ba. Đèn cây đâu? Trong sân chơi. Đừng ghét tôi, tôi ghét đánh đàn bà lắm. Bình Tư, tao làm cái gì mà mày đối với tao như vậy? Phóng hỏa giết người, mưu tài đoạt mạng. Mày không sợ xuống địa ngục hay sao? Thì tao dẫn con gái của mày xuống dưới luôn. Yeah.
đốt đèn cày. Kêu bà Sama lên đi. Linh Chi. Xin được. Nếu không phải tao giết hơn 100 người thì mày chết 100 lần cũng không đủ. Bây giờ theo tao về tỉnh thành, chính mắt tao muốn nhìn thấy đầu mày rơi xuống đất. Đi theo tao. Bà mất tiêu rồi, bà mất tiêu rồi. Đèn cày còn không? Hết đèn cày. Đã đèn cày. Lưu Thành. Lưu Thành. Không kịp nữa đâu, chỉ còn nửa thì thần. Lưu Thành. Lưu Thành. Anh có thể nào không đi không? Không thể được. Tân bộ của nó với tôi, nếu mà tôi không đi thì sẽ biến thành cô hồn ma chơi, đi tới đâu cũng không được. Ba đi đâu? Ba đi kiếm má của con. Ba vẫn còn đi gặp má chứ. Bây giờ chưa phải là lúc, con còn phải sống nhiều ngày. Nhưng ba hứa với con là sớm muộn sẽ có một ngày gia đình của chúng ta sẽ được đoàn tụ. Anh nói như vậy là sai rồi. Những người tự tử bị đánh vào đường ma đói, trong cuộc đời của anh hành thiện tích đức, không chừng sẽ được chuyển thế thành người. Cho nên anh và vợ của anh không thể gặp mặt nhau được. Lưu Thành, tới giờ rồi, đi thôi. Ba đừng đi. Ngàn xin ba đừng có đi. Tiểu Thiên, tôi biết tôi nợ cô rất nhiều, nhưng mà tôi còn một chuyện muốn nhờ cô. Anh yên tâm, tôi sẽ săn sóc với Linh Chi đàng hoàng. Tân bộ, cảm ơn anh, nhưng mà tôi còn quyết định đi kiếm Tiểu Huệ. Linh Chi, con phải nghe lời của chị Tiểu Thiên, đừng để cho ba lo cho con, có biết không? Tiểu Thiên gửi thác cho cô. Ba Lưu Thành. Thank you.